Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của mình. Thì hôm nay mình xin phép được hướng dẫn cách spray control và bắt đầu luôn thôi. Điều đầu tiên mọi người cần biết là mỗi khẩu súng đều có một đường recoil khác nhau. Ví dụ như khẩu AK này. Đấy, và khẩu SK. Các bạn thấy hai đường đạn nó đi hoàn toàn khác biệt nhau. Thì việc kiểm soát recoil rất là đơn giản thôi. Đường recoil nó bị giật như nào thì các bạn chỉ cần kéo ngược lại như thế. Ví dụ ba viên đầu của AK này là nó giật lên và sang bên tay trái thì mình cần kéo ngược lại thôi là giật xuống qua tay phải. Đấy, các bạn thấy đường đạn nó đã trụ vào nhau rồi. Đấy, học cách kiểm soát sấy để tránh việc đường đạn bị bay random và tạo lợi thế cho bản thân. Tiếp theo là mình sẽ đi vào việc sấy luôn. Mình thấy một số bạn đã biết sấy rồi nhưng mà lại gặp một số trở ngại khi luyện sấy với cả thành thạo sấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ phương pháp luyện sấy của mình với các bạn. Và bắt đầu luôn này. Đầu tiên mình muốn mọi người chú ý đến cái tâm của mình. Mình đặt sát vào bên tay trái và các bạn có thể làm theo rồi nhá. Đầu tiên các bạn kéo tâm từ bên tay trái sang bên tay phải. Đấy, thả lỏng và thả lỏng thôi, kéo đấy, thả lỏng và kéo sang đấy, đảo qua đảo lại. Các bạn có thể thấy nếu các bạn làm hành động này thì các bạn có thể làm đi làm lại cái hành động này cùng với một cái tốc độ giống hệt nhau mỗi lần đấy. Thả lỏng thì mình xin phép gọi tốc độ này là tốc độ 1. Thì các bạn sẽ dùng cái tốc độ này để học xoáy đường đạn của khẩu AK. Bây giờ mình muốn các bạn kéo tâm theo đường recoil của AK, ví dụ như này, kéo xuống này, cong sang này, xuống này, đảo này, lên này, đấy. Bây giờ thì mình muốn mọi người kéo theo đường ấy khi bắn với cái tốc độ là tốc độ 1 như mình đã nói. Bây giờ bắt đầu luôn thôi, mình sẽ làm ví dụ. Đấy, mình đã kéo theo tốc độ 1 và mình thấy đường đạn nó bị lung tung quá, tức là mình kéo chậm tay. Thì khi bạn đã có tốc độ 1 là tốc độ quy định rồi thì bạn biết là bạn phải tăng tốc độ lên như nào cho phù hợp. Mình sẽ tăng dần tốc độ lên. Đấy. Và mình thấy đường đạn nó hơi loạn, mình cũng sẽ tăng thêm tốc độ nữa. Khá là chịu nhau rồi. Đường này thì hơi loạn, mình có thể thử lại sấy lại lần nữa này. Cái này cũng cần rất là khá nhiều thời gian để gọi là làm chủ kỹ năng sấy chứ không phải là đơn giản nhá. Đấy. Thế đưa đạn như này cũng tạm ổn nếu mà bạn đặt bot vào đấy. Đấy. Thực ra cũng không tệ đâu. Nếu mà trong trường hợp mình cũng là rank thấp mà thì mình sấy như này tầm này là đã đủ chết hết địch rồi. Bởi vì bình thường bắn 4 viên là địch đã chết rồi. Tiếp theo để chứng minh cho mọi người thấy là cái phương pháp mà luyện tập ở sen nào cũng được thì mình sẽ tăng sen này lên 3 nhá, tức là hơn sen chính thức của mình là một sen đi, làm tròn là một sen đi. Đấy, mình sẽ sử dụng cách giống hệt như lúc đấy. Giờ kéo tốc độ thả lỏng thì thấy bạn hơi chậm, mình tốc độ dần lên.
các bạn thấy đấy, sau một thời gian mình luyện được vài lần sấy mình khá tốt, mình đặt thử boss vào đây xem nào. Thực ra kết quả này cũng không quá tốt và mình có thể làm tốt hơn nếu mà mình dạng người chơi của set này đấy, cũng không tệ lắm trong một khoảng thời gian ngắn đấy. Để mình cũng sẽ hạ xuống set là một này, để kết thúc xem nào. Các bạn thấy sau một thời gian sấy thì mình sấy cũng không gọi là ổn ổn. Là thử bot hay sao nào. À, mọi người thấy đường đạn cũng gọi là khá dính. Thế là chỉ mất một thời gian luyện tập là các bạn có thể sấy gọi là tốt hơn một tí rồi. Cái này nó vẫn cần rất nhiều thời gian luyện tập và cái này phụ thuộc vào chính bạn thôi. Về phần cuối video thì mình muốn nói nhanh về một số tip và trick về sấy. Điều thứ nhất thì sấy ở mỗi khoảng cách thì nó sẽ giúp bạn dễ hơn và khó hơn nhiều thứ. Thế nên là nếu mà mình recommend luyện tập thì mình sẽ recommend các bạn luyện tập ở khoảng cách tầm trung như mình đang đứng này và sấy ở khoảng cách xa. Còn sấy tầm gần thì gần như là đường đạn nó không thay đổi nhiều nên các bạn không cần luyện tập ở khoảng cách gần mấy, mà phải đôi khi điều chỉnh tốc độ của mình thôi. Đấy, khi các bạn đã thành thạo sấy xa và sấy gần, sấy nhầm, sấy xa và sấy tầm trung rồi thì việc sấy gần nó khá là dễ. Và tiếp theo mình muốn nói là mỗi lần bạn bắn ra khẩu AK nó hay M4 tất cả thứ nó đều có một đường đạn giống hệt nhau, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ có một số đường đạn đi lệch ra khỏi tính toán của bạn. Thế nên là các bạn chơi game thỉnh thoảng nó vẫn sẽ có một số yếu tố may rủi về nhiều thứ, không chỉ về đường sấy. Thế nên là khi chơi game nếu bạn nào mà trái hát mà áp danh ấy, thì các bạn nên chiến thắng nhiều round nhất có thể để tránh những cái trường hợp nó xấu, những trường hợp mà tem bạn may mắn hoặc gì đấy xảy ra. Đấy, đấy là điều cần phải tránh. Và video của mình đến đây là hết thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.